Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Oh-young chỉ định trung vệ Bùi Việt Hoàng làm đội trưởng U23 Việt Nam dự phòng chung kết châu Á vào đầu tháng 6 này. Việt Anh là đội trưởng, còn đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tân đội trưởng U23 Việt Nam sẽ được nhận nhiệm vụ đầu tiên là giao hữu với UAE vào ngày 28 tháng 6 tại Dubai. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ đảm nhận công việc này tại VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 2 tháng 6. Đây là lần đầu tiên của Việt Anh đeo băng đội trưởng ở đội 2 U23 châu Á. Anh cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Gong O Quyên. Bùi Việt Hoàng sinh năm 1999, quê ở Thái Bình và trưởng thành từ câu lạc bộ Hà Nội. Hậu vệ 23 tuổi này có chiều cao 1m86. Nên sớm được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tên trong các đội tuyển Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. U23 châu Á 22 là giải thứ 2 mà Việt Anh tham gia cùng đội U23. Hai năm trước anh phải rời Thái Lan sớm vì dừng chân ở vòng bảng. Khi đó Việt Anh đã chính hai trận và dự bị một trận với 214 phút ra sân. Trong khi đó Văn Toản đầu tiên làm đội phó, còn Hoàng Anh đã đóng vai đội phó từ đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Park đã chọn Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng ở kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á vừa qua. Huấn luyện viên Gong là một người chỉ định ban cán sự cho U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Ông cũng là người sàng lọc nhân sự, chọn nhân tố để xây dựng một tập thể, phong cách và thi đấu. Sau khi huấn luyện viên Park bàn giao công việc ở đội U23 lại cho mình, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia ở VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 2 tháng 6.